Tuổi thơ mưu sinh vất vả và sự cố nhớ đời của nghệ sĩ cải lương Vũ Linh. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là một trong những nghệ sĩ gạo cội của nền cải lương. Ông từng đóng cặp với Tài Linh và tạo nên cặp đôi ăn ý suốt nhiều năm. Đặc biệt trong đó vở Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài để lại dấu ấn mạnh mẽ với khán giả. Tuy nhiên trong nhiều năm trở lại đây, Vũ Linh hầu như ở ẩn. Mới đây nhất, nam nghệ sĩ quyết định không nộp đơn xét danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Ông nói làm nghề đến tuổi này chỉ mong khán giả thương là đủ. Mới đây ông gây bất ngờ cho người hâm mộ khi chia sẻ về kỷ niệm thời còn trẻ. Nam nghệ sĩ bồi hồi khi nhớ về những bữa cơm thiếu thốn. Ông nói, ngày còn trẻ tôi hay ăn cơm với nước mắm chứ có gì đâu mà ăn. Nhà tôi cứ nấu một nồi cơm thật lớn, rồi mọi người ăn chung với nước mắm. Thuở bé, nam nghệ sĩ đã ra đời từ sớm để phụ giúp gia đình. Ông cùng anh trai của mình rong ruổi đi bán hàng, kiếm từng đồng để giúp đỡ bố mẹ. Nhớ lại kỷ niệm đi bán đồ cùng anh trai, nam nghệ sĩ nghẹn ngào. Tôi với anh Tư thường vào bệnh viện bán bánh bao. Hồi đó tôi 6-7 tuổi, mới 4 giờ mấy sáng, tôi đã bị thức dậy đi bán rồi. Tôi có một người chú ý làm y tá trong bệnh viện nên sẵn đường, chở hai anh em tôi vào đó. Anh Tư của tôi cao to khỏe mạnh, siêng năng nên rất giỏi đi bán. Trong những lần mưu sinh đó, ông gặp sự cố nhớ đời. Ông hài hước nói, lúc tới bệnh viện thay vì đi bán thì tôi nằm trên băng ghế đá ngủ tiếp, ngủ một giấc đến lúc mặt trời mọc luôn. Lần đó tôi về bị má bắt ăn bánh bao chứ cơm chứ sao giờ. Sau này anh Tư bị bảo vệ bắt, má nóng ruột quá nên thôi, không cho hai anh em đi bán ở đó nữa. Ngoài công việc bán bánh bao, nghệ sĩ Vũ Linh còn đi bán nước ngọt. Ông nói rằng chủ yếu người mua hàng là những bệnh nhân ở bệnh viện. Chính nhờ mưu sinh từ bé nên ông nói bản thân lúc nào cũng lanh lợi và có nhiều kinh nghiệm bán hàng hơn. Đặc biệt ông còn nghĩ cách giúp gia đình bán đắt khách hơn sau khi chuyển sang nghề bánh cuốn. Một thời gian sau nhà tôi còn bán bánh cuốn. Nhắc mới nhớ hồi đó má tôi bán mà bị chê vì bánh cuốn không có hành phi. Tôi để ý có bà kia, bà bán đắt quá, thế là leo lên cây, nhìn xuống từ nóc nhà bà ấy. Thì ra bà làm hành phi ăn kèm với bánh cuốn. Thế là tôi về mới kêu má làm theo. Sau đó thì bán đắt hẳn. Hiện tại dù sức khỏe không tốt, nhưng cuộc sống của ông cũng không còn cơ cực như trước. Nhớ lại thủa hàn vi, nam nghệ sĩ luôn trân trọng và cho rằng có như thế mới nhào nặn được một Vũ Linh cứng cỏi như ngày hôm nay.